Chào mừng tất cả quý vị và khán giả của Việt Nam Build Up Promotion đến với series podcast mang tên The Breaker. Và khách mời đặc biệt của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay là cơ thủ Đỗ Thế Kiên. Chào anh. Thực tế là cái series này cũng diễn ra vào một cái thời tiết rất khắc nghiệt. Và liệu rằng anh đã chuẩn bị cho mình một cái tinh thần thực sự là phấn chấn để có thể chia sẻ toàn bộ những cái câu hỏi mà chương trình đặt ra chưa? Tôi ngồi đây từ 3 tiếng rồi và tôi đang cảm thấy rất là hồi hộp. Và lúc nào anh Kiên Phát cũng có cho mình một cái năng lượng với cả cái vẻ ngoài lúc nào cũng rất tự tin, phấn chấn. Và để làm nóng cái bầu không khí đang rất lạnh thì sẽ đến với 10 câu hỏi nhanh của chương trình. Anh Kiên sẵn sàng chưa? Tôi sẵn sàng. Câu hỏi đầu tiên là cây cơ đầu tiên mà anh Kiên Phát đã mua là bao nhiêu tiền? 200 euro. Nếu được chọn một trận thi đấu đánh lại ngay trong ngày hôm nay mà có thể nói là nối tiếc nhất của mình từ trước đến giờ, anh sẽ chọn nhanh trận thi đấu nào? Chung kết giải Trung Quốc mở rộng năm 2017 tại Quảng Châu gặp Kubinji. Anh Kiên thích đánh cầu tay khóa hay cầu tay mở? Tôi thích cầu tay mở. Giải đấu quốc tế đầu tiên anh Kiên tham dự là giải nào? Trước khi tôi về Việt Nam thì tôi đã tham dự ở Pháp rồi. Anh có nhớ rõ đó là giải đấu tên gì? Giải đó là giải đấu vô địch dành cho các cơ thủ không phải chuyên nghiệp. Ngoài bia ra thì anh Kiên có chơi được thêm môn thể thao nào nữa không? Tôi thích chơi các game hơn là các môn thể thao khác. Chứ là game điện tử đúng không anh? Đúng rồi. Kỷ lục một lần chơi bia liên tục không nghỉ là bao nhiêu lâu, bao nhiêu tiếng? Tôi đã từng chơi 36 tiếng. Cây gậy ưa thích nhất của anh Kiên là gậy gì? Hiện tại tôi đang sử dụng gậy Predator và tôi thích Predator nhất. Ai là người đưa anh Kiên vào con đường chơi bia? Tự tôi. Kỹ năng nào sở trường nhất của anh Kiên trong bộ môn U19 đi? Tôi không có sở trường mà tôi có sở đoản. Vậy sở đoản thì có thể chứ? Tôi sút tê kém. Nếu được chọn một cơ thủ nữ để đánh đôi thì anh sẽ chọn ai? Có lẽ tôi sẽ chọn bạn của tôi là Đoàn Thị Ngọc Lệ, vì chúng tôi đã từng thi đấu với nhau rồi. Anh thích mặc trang phục nào nhất khi thi đấu bia? Tôi thích mặc áo phông, đi giày sneaker. Số lần dọn bàn liên tục nhiều nhất trong một trận đấu anh đã từng làm được là bao nhiêu lần? Trong một trận thì tôi chỉ đi được chắc chỉ 3-4 chấm, nhưng mà tôi có một cái kỷ niệm đấy là tôi đã đi được 9 chấm liên tục trong 2 trận đấu cạnh nhau. Tức là 9 ván thông luôn. Đúng rồi, 9 ván liên tục. Số tiền lớn nhất mà anh Kiên Pháp kiếm được trong một giải đấu quốc tế là bao nhiêu tiền? Có lẽ là giải nhì, giải Quảng Châu mở rộng, lúc đó là được đâu đó gần 300 triệu. Một câu hỏi cuối cùng dành cho anh Kiên Pháp thôi, đó là nếu được quay trở lại cái quãng đời đầu tiên chơi bia thì anh sẽ muốn mình biết đến môn này và được chơi từ năm bao nhiêu tuổi? Tôi có thể quay lại được thời gian và được chọn thì tôi hy vọng tôi sẽ chơi được chơi bia từ tầm 10 tuổi. Vâng, rất cảm ơn kính anh Kiên Pháp vì cái màn khởi động rất nhanh thì chúng ta bước vào cuộc trò chuyện của buổi ngày hôm nay. Như chúng ta cũng đã biết thì anh Kiên Pháp là có một khoảng thời gian thi đấu cũng như là sinh sống tại Pháp, thì anh chia sẻ một chút thì mình sang Pháp vào thời điểm nào và đấy có phải là khoảng thời gian đầu tiên anh chơi bia không? Tôi bắt đầu biết chơi bia từ lúc rất nhỏ, đó là quanh khu vực mình sống. Lúc trước tôi sống ở phố Tôn Đức Thắng thì ở đó cũng có một vài cái bàn bia ngày xưa, nó không phải là bàn tốt, tuy nhiên thì thời điểm đấy thì cũng là tốt lắm rồi. Thì tôi biết chơi từ lúc 9-10 tuổi cơ. Tuy nhiên thì lúc đó nó chỉ là một môn giải trí và mình chỉ chơi ví dụ như 1-2 tháng mình chơi một lần. Thế mãi về sau thì bắt đầu đến khi tôi đi đến học đến cấp 3 thì cũng ở trường học của tôi cũng có một câu lạc bộ có vài bàn bia và những người bạn cùng lớp cũng thỉnh thoảng rủ mình chơi, bắt đầu mình chơi nhiều hơn. Rồi cho đến khi là tôi đi du học Pháp là năm 2002. Thì sang đó là có một cộng đồng sinh viên, cộng đồng du học sinh, cũng có một cái nhóm là chơi bia, cứ hàng tuần là sẽ hẹn nhau thứ bảy chơi một buổi bia bài. Và đó cũng có thể nói là một cái mốc trong con đường sự nghiệp của tôi. Vì sau đó thì tôi bắt đầu quen những bạn nước ngoài và họ nhìn họ chơi chín bi, chơi pool, thì bắt đầu mình khai sáng cái niềm đam mê của mình. Và đó là thời điểm tôi chính thức theo bia. Vâng, tức là theo anh hiểu là khi anh sang Pháp thì mình chơi bộ môn bài lá, sau đó khi mình đã nhìn thấy cái bộ môn pool, mình cảm giác mình yêu thích và mình bắt đầu theo nó từ khoảng năm 2002 khi anh bước chân sang Pháp. Vậy thì cái quá trình thời gian mà trước khi anh sang Pháp anh ở Việt Nam thì với cái lý do như thế nào mà anh lại sang Pháp? Thực ra tôi sang là tôi đi du học. Bố mẹ muốn tôi theo học ngành thiết kế. Thì sang đó tôi học thiết kế công nghiệp, tạo dáng công nghiệp.
Tuy nhiên thì trong quá trình mình đi học thì cũng chính là cùng thời điểm đấy bắt đầu mình cũng có, bởi vì bên đó thì mình giải trí chỉ có vậy thôi. Cuối tuần là mình sẽ rủ những người bạn của mình đi chơi vài ván bia. Thì tiếp theo là thỉnh thoảng mình thấy họ có những tổ chức những cái giải đấu, nói chung là mình tham gia mình thấy rất là thú vị. Thì lúc đó là bắt đầu mình quyết định theo. Cái khoảng thời gian mà anh chơi bia tại Việt Nam thì gia đình có biết không và có ủng hộ không? Thực ra thì từ trước đến nay, trước khi tôi đi Pháp và cho đến khi cho đến mãi sau này là tôi toàn phải giấu, chưa bao giờ được gia đình ủng hộ cả, thậm chí dùng từ gọi là cấm đoán cho đến khi tôi chính thức đấu tranh, để đấu tranh với gia đình, thuyết phục gia đình để tạo điều kiện để có một cái sự đồng thuận. Tuy nhiên thì cũng phải đến sau đấy nhiều năm thì bắt đầu mới được cái sự chấp nhận và đồng thuận của gia đình. Cái khoảng thời gian mà anh học tập ở bên Pháp là anh học về thiết kế đúng không? Thì cái bộ môn thiết kế này thực tế có phải là cái mà anh rất là thích và anh đam mê từ đầu không? Thực ra tôi rất là thích thiết kế, tôi thích sáng tạo. Thích ngồi một góc, ví dụ nhìn ra ngoài đường hay nhìn ra công viên, có thể là vẽ vời một chút, mình tư duy một chút, mình kiểu như vậy. Tuy nhiên thì có thể nói là nghề nó chọn người, chắc là cũng đó là cái duyên bia chọn tôi. Và em cũng cảm thấy cái điều đó là đúng. Và nếu như quan sát anh Kiên Pháp từ lúc mới đầu nhìn thôi, ở ngoài xã hội cũng như nhìn trên màn ảnh, thì chúng ta luôn thấy hình ảnh Kiên Pháp thật sự rất chỉnh chu, từ lời ăn tiếng nói hay là những cái chi tiết rất nhỏ ngoài cuộc sống, thì nó cũng gần như là nó giống với cái nghề thiết kế, nó cần có cái sự chi tiết như vậy. Và tuy nhiên là đến cái khoảng thời gian nào thì anh sẽ lựa chọn cho mình cái quyết định là anh sẽ theo đuổi hoàn toàn con đường bia? Cái thời điểm đó là năm 2005. Chính xác là lúc đó là tôi cũng chỉ là phong trào thôi, chơi phong trào thì được những người bạn Pháp thấy mình chơi cũng tốt và nó có năng khiếu, thì mới rủ tôi tham dự những cái giải phong trào ở bên Pháp. Và thực sự là tôi đánh gần như là tôi đánh từ giải nhỏ lên giải lớn, thì tôi trong cái năm đó tôi vô địch rất là nhiều. Thì đó cũng là cái mốc, thứ nhất là mọi người cũng động viên, các bạn động viên bảo là tôi có năng khiếu và có thể theo được. Và các bạn cũng ngoài sự động viên đó thì động viên về mặt tinh thần nữa, thì cũng tạo điều kiện rất nhiều trong việc tập luyện của mình. Tôi tập luyện một năm ở bên đó, sau đó tôi mới về Việt Nam, thì sau đó là tôi xin lên đội tuyển bia Hà Nội để được tập luyện. Năm 2006 là anh về Việt Nam? Giữa 2006 tôi về Việt Nam, đúng không? Vậy thì cái quyết định của anh khi đang theo học ngành thiết kế bên Pháp mà lại bỏ và theo con đường bia và trở về Việt Nam, có gặp cái rào cản nào từ gia đình không? Và cái khó khăn nào và cái áp lực nào nặng nề nhất mà anh nhận đấy thời điểm đó là gì? Thực ra là chính xác là mọi người hoàn toàn phản đối, bởi vì vẫn theo cái khái niệm, thực ra là cái khái niệm đấy cũng hoàn toàn là đúng. Bởi vì thể thao là một cái bộ môn nó rất là khắc nghiệt, theo thể thao phải dùng từ là rất khắc nghiệt và rất là bạc. Có thể hôm nay mình đến đỉnh vinh quang mọi người biết đến mình, nhưng ngay ngày mai mọi người sẽ quên mình ngay. Và đặc biệt nữa là gì, xã hội Việt Nam mình thời điểm cách đây khoảng 20 năm trước thì cũng khá là mọi người suy nghĩ nó vẫn chưa được cởi mở lắm. Các bậc phụ huynh thì vẫn mong muốn là con theo đuổi các ngành học, học cái gì cũng được, miễn là học, làm cái gì cũng được, miễn là học, còn có làm được hay không cũng không quan trọng. Thì tôi thì theo cũng một phần là tôi được đi du học, tôi cảm thấy rằng cái điều đấy nó không phải là phù hợp lắm. Thứ nhất là với bản tính của mình, tôi không phải là người chịu được sự gò bó, tôi thích làm điều mình muốn, tôi thích được sống bằng cái niềm đam mê của mình, chứ tôi không muốn là làm một công việc mình không yêu thích. Thì chính vì cái điều đó, và tôi cũng nhìn thấy ở phương Tây họ từ rất lâu rồi là họ để cho các con được phép chọn con đường của mình. Họ thích học thì sẽ học, họ thích đi làm thì làm gì cũng được. Thì tôi chỉ nghĩ là mình sống cuộc sống của mình, mình xác định sự cuộc sống của mình, xác định niềm đam mê của mình, thì cách tốt nhất của mình đấy là gì, theo nó và làm nó tốt nhất thôi. Thế thôi. Vậy thì cái thời điểm 2006 thì lúc đó thì anh Kiên Pháp cũng chưa phải là quá nhiều tuổi, mà mình đang là người đang đi học, mình về gia đình thì không hậu thuẫn việc đó, thì vậy để nuôi cái niềm đam mê bia thì lúc đó anh đã phải làm thế nào để trang trải cuộc sống? Cho dù chúng ta biết là anh Kiên Pháp không phải là cái người như các cái thế hệ khác, cũng là một người có cái nền tảng kinh tế khá tốt, nhưng tuy nhiên để độc lập, để trên cái con đường đấy chắc chắn là anh sẽ phải có sự tự lực nào đó. Thực tế thì đây là một cái sự chia sẻ nó khá là bí mật.
bí mật là bí mật với khán giả thôi. Còn có lẽ là với các anh em vận động viên bia từ thế hệ trước thì nó không có gì là bí mật cả. Đấy là thực ra thì thời điểm trước chúng tôi ngoài cái lương vận động viên thì rất là thấp. Nói thật là không đủ sống được. Chưa nói là để tập luyện hay là để có tiền để đi thi đấu hay này kia. Sắm dụng cụ. Đúng rồi. Đa số anh em đều chơi money game. Thực ra money game nó không xấu. Money game trong bia là gì? Là chúng ta là ví dụ tôi đánh với bạn, là tôi ăn tập, tôi luyện tập và bạn đồng thuận chơi với tôi, không ai lừa ai và nó rất là sòng phẳng. Và người được là người giỏi hơn. Và với tôi money game nó rất là, tôi thấy nó rất là hay trong bia. Và ngày trước thì để mà nói thật sự là đa số các vận động viên đều phải chơi money game để có thêm một chút thu nhập. Đó, cho mãi đến sau này thì bắt đầu mới có nhiều các cái đơn vị tài trợ, rồi các hãng hàng ví dụ dụng cụ, rồi là do là thị trường nó phát triển hơn, đông đảo khán giả, đông đảo người chơi hơn thì nó mới có thêm những cái mảng thu khác, doanh thu khác. Chứ còn lúc trước đây thì không có cái gì cả, ngoài một chút cái tiền lương của vận động viên thì rất là thấp. Anh nghĩ là cái khoảng thời gian khi mà anh mới về Việt Nam thì anh đã liên tuyển ngay chưa? Mình về năm 2006 thì năm đấy mình về bị quá mất cái giải vô địch quốc gia. Và lúc trước thì là cứ phải vào đến top 8 của vòng chung kết thì sẽ là được gọi là được ăn lương. Thì cái năm đó là mình bị lỡ cái giải quốc gia. Thì sang năm 2007 là mình đánh vào đến top 8 là mình được là gọi là vận động viên của đội. Cái thời điểm đầu tiên mà anh lên đội Hà Nội anh tập ấy thì là ai là người dẫn dắt anh lên? Lúc đó là có bố tôi có quen anh Lê Trọng Ngọc. Thì anh Lê Trọng Ngọc lúc đó là huấn luyện viên của đội thì mới đưa tôi lên gặp anh Ngọc để xin là lên tập luyện. Gọi chính xác ngày xưa gọi là xin tập luyện. Thì tức là có một cái môi trường để mình nhìn các tiền bối, các đàn anh và mình tập luyện đó. Vậy thì cái lứa mà vận động viên mà cái thời điểm đó anh Kim Pháp mới lên thì anh đặc biệt là anh có ấn tượng vào những vận động viên nào thời đó? Dạ, ấn tượng nhất tôi đấy là một cái kỷ niệm rất là hay. Đấy là hôm đấy là hẹn anh Ngọc lên, bố tôi đưa tôi lên gặp hẹn anh Ngọc, anh Lê Trọng Ngọc là gặp nhau ở ngoài quán cà phê thì chia sẻ như thế. Thế anh Ngọc bảo là thế thì ok, thế thì bây giờ để kiểm tra trình độ của em thì em đi vào trong đội. Và lúc đó là anh Ngọc gặp bạn Đỗ Hoàng Quân, biệt hiệu hay gọi là Quân Trôi. Đúng. Thì anh Ngọc bảo chứ Quân, mày ra mày test trình độ cậu này hộ anh cái. Thì bạn Quân, bạn ý chắc là vừa ngủ dậy, bác ý đi vào trong cái phòng tập, bạn kiếm đâu cái gậy, nó gọi là mình hay dùng mới gọi là gậy củi. Tức là cái gậy lang thang ở đâu ngoài gậy của bạn ấy. Bạn quay lúc thì theo phép lịch sự mình xếp bi cho bạn phá. Bạn dùng cái gậy để bạn vừa phá vừa đánh. Bạn dọn bàn 3 chấm. Và sau đó là bạn gậy bạn đi về mất. Tức là cái gì? Tức là hôm đấy là đến test trình độ nhưng mình chỉ đứng xếp bi thôi và bạn ấy đánh là mình đứng xem. Đấy. Kỷ niệm vẫn rất là vui liên quan đến anh cơ thủ Đỗ Hoàng Quân, bây giờ vẫn là một trong những vận động viên chuyên nghiệp của Việt Nam. Thời điểm đó thì khi anh Kiên trở về Việt Nam thì anh cảm giác là cái mặt bằng chung trình độ của mình so với những cái lứa ở Việt Nam có thu kém nhiều không? Tôi cảm thấy rằng là thực ra cái thời điểm đấy thì phong trào bia pool nó chưa được phát triển như bây giờ đâu. Trên thế giới cũng không có quá nhiều vận động viên đâu. Tôi cảm thấy rằng là ví dụ như những người hay nhất của Việt Nam mình như thời điểm đó, ví dụ như anh Nguyễn Thành Nam, Lương Chí Dũng, rồi Đỗ Hoàng Quân, thì tôi thấy là cũng có cái trình độ nó tiếp cận thế giới. Chỉ có cảm giác là chúng ta là không có nhiều cơ hội để cọ sát, nên là thua về mặt kinh nghiệm và cơ hội thôi. Như chúng ta cũng đã biết thì về sau khi mà anh Kiên Pháp đã thành danh thì cũng đã là một cái người đầu tiên những người đầu tiên vào đến giải lượt tứ kết của giải vô địch thế giới. Thì giai đoạn đầu tiên mà khi anh tập luyện tại Việt Nam thì anh thích chơi cái gậy gì, lựa chọn mua cái gậy nào đầu tiên để đánh tại Việt Nam? Ở Việt Nam tôi vẫn nhớ là thời đó tôi mang một cái gậy từ bên Pháp về. Nha, tôi chơi một thời gian thì nó cũng gặp phải một số vấn đề, tức là có thể là mình chưa cảm nhận cái gậy nên là tôi đã chuyển sang dòng gậy Predator. Thời đó Predator thì họ mới ra được một công nghệ, tức là gọi là nói trong chuyên môn gọi là chống bạc đấy, tức là đánh áp phê nó sẽ dễ hơn.
Thì thời đó là gần như là ai thời điểm đấy cũng cũng sử dụng Predator. Tôi chơi mãi Predator cho đến tận bây giờ. Đến tận bây giờ. Đúng không? Có một cái điều chúng ta rất hay quan sát ở trong cái lối đánh quanh kiến pháp, đó là cái sự chỉnh chu khoa học khiến cho đối thủ đôi lúc cũng phải ngao ngán về cái việc như vậy. Thì anh muốn hỏi một chút là cái điều này là anh đã có ngay từ lúc là anh bắt đầu chơi VR, hay là anh đến thời điểm nào anh mới giác ngộ ra được, hoặc là mình nhìn theo ai đó, hoặc là có một cái câu chuyện nào liên quan đến cái lối đánh đấy của anh không? Có một cái thời điểm đấy là lúc trước khi tôi về Việt Nam, tôi có một người bạn ở bên Pháp, bạn Tây. Bạn ấy lúc đó bạn ấy có một cái mấy cái video những trận đấu của giải vô địch thế giới năm 2003 và 2004. Thì bạn ấy gửi cho tôi hai cái VCD, tôi rất là nhớ. Và tôi đấy là những lúc sơ khai, thềm sơ khai, khi mà chúng ta chưa có cái tài liệu gì, không có thầy giáo, không có tài liệu, không biết học ở đâu cả. Thì được hai cái video đấy, và tôi nghiền, phải nói là không sót một tình huống nào, xem đi xem lại có khi cả trăm lần. Và tự nhờ cái việc xem đấy thì mình cảm nhận rằng là cái cơ thủ chuyên nghiệp, những cơ thủ tốt ấy, họ tiếp cận từng tình huống một, từng con bi một rất là kỹ lưỡng, họ trân trọng từng cơ hội một. Thì và tôi cũng chơi, tôi cảm nhận rằng là bia cái quan trọng nhất là cơ hội. Khi mình được ra bàn, mình có cơ hội thì mình phải làm tốt nhất khả năng có thể. Và cái điều đó tạo cho tôi, hình thành cho tôi một cái khái niệm rằng là luôn luôn phải cẩn thận, phải kỹ và phải chỉn chu. Vâng, như vậy là chúng ta hiểu cái chia sẻ của anh Kiến Pháp, tức là cái lối đánh của anh rất khoa học. Bây giờ là anh đến từ cái việc anh tìm hiểu các cơ thủ thế giới và học theo họ, và đó là một cái lối đánh anh cho là thực sự rất hiệu quả và đúng. Chúng ta hiểu là tại sao họ vô thế giới là vậy, họ bắt buộc phải đánh như vậy, không có cách nào khác. Vậy thì liên quan đến những cái câu chuyện đi đánh thế giới, thì có một cái giải đấu nào nó diễn ra mà lại có nhiều biến cố, nhiều bất ngờ đến với anh? Cũng phải chia sẻ là năm tôi được vào đến tứ kết giải vô địch thế giới là năm 2019. Cái thời điểm đấy thì tôi không đạt phong độ tốt lắm. Sau khi giành hai cái huy chương bạc SEA Games, vừa vui nhưng mà buồn nhiều hơn. Thì là tiếp theo là tôi bay về Việt Nam được một hôm, tôi bay thẳng sang Qatar để đánh giải vô địch thế giới. Thực tế là trong trạng thái là đang vẫn còn mình vẫn chưa lắng lại được những cái thất bại vừa xong của mình. Nó quá nhanh, quá chóng vánh. Rất là nhiều tiếc nuối. Và cũng không đạt phong độ cao, cộng với cả lịch trình đi lại cũng dày, không được tập luyện. Sang đó thì được khởi động đâu đó chắc 2-3 tiếng, quá là ít. Vào đánh thì cũng quả thật là tôi cũng không nghĩ tôi vào được sâu. Nhưng mà cũng may mắn là bởi vì mình đánh hai cái giải, hai cái nội dung của SEA Games, tức là mình cũng có thể là bôi trơn, cộng với cả nó khi mà được đánh nhiều giải liên tục, nó sẽ làm cho mình đúng như là bôi trơn ấy. Nó sẽ làm cho cái cảm xúc của mình ấy, rồi là cái tay chân của mình, cái nhịp đấu của mình nó ổn định. Và tôi cũng không nghĩ tại tôi vào được sâu thế. Thực đó là anh vào đến vòng nào? Tôi vào được đến tứ kết. À đúng rồi, tứ kết. Thì đấy là một cái cũng là một cái kỷ niệm. Vậy thì liên quan đến cái kỷ niệm như thế thì có nhớ một lần anh Kiến Pháp có nói về cái việc là anh tham gia một cái giải đấu trên quốc tế và vì một số lý do rất là khó xử lại mình đến muộn, anh chỉ chia lại câu chuyện đấy thôi. Năm 2005, lúc ấy tôi vẫn ở bên Pháp, tức là ở bên Pháp thời điểm đó nó có một cái hệ thống giải. Họ sẽ tính từ, ví dụ như họ tính từ giải phường này, lên xã, xong rồi lên quận, xong rồi mình lên đến tỉnh và mình lên đến toàn quốc. Thì tôi đã phải tham dự cái hệ thống giải đó cho đến cái giải đấy là giải vô địch quốc gia dành cho nghiệp dư, tức là trừ những người chuyên nghiệp ra đấy. Và bên đó thời điểm đó họ có 80 chuyên nghiệp, trừ 80 chuyên nghiệp ra thì tất tần tật sẽ gom vào cái giải vô địch quốc gia đấy. Tuy nhiên bạn phải đánh theo từng hệ thống, bạn lên từ giải phường, giải câu lạc bộ, sau đó đến giải thành phố, đến tỉnh thì bạn mới được tham dự giải vô địch quốc gia đó. Trong cái chỗ tôi sinh hoạt là có tôi với một cậu bạn thân nữa. Thì bạn ấy hẹn tôi là bởi vì giải nó diễn ra là lúc 9 giờ sáng thì nó lại không phải ở chỗ bọn tôi ở, nó ở tỉnh. Thì có hẹn nhau rằng là 6 giờ sáng đón tôi để hai anh em lái xe đi xuống đánh giải. Thì cũng không hiểu tại sao mà hôm đấy tôi hẹn chuông cả cái đồng hồ báo thức lẫn điện thoại, cả hai cùng dừng trước 5 phút. Khoảng cách có xa không anh? Có chưa đến 200 cây đâu. Vì sau đó là tôi, sau khi tôi dậy tôi biết là tôi bị muộn rồi mà. Bạn ấy cũng phải đi rồi. Thế là tôi đi ra, tôi bắt tàu rất nhanh, bắt tàu đến nơi thì tôi bị xử thua mất một lượt trận đầu tiên. Thì là còn một mạng nữa thôi. Còn một mạng.
tức là cái trận đấy là cái mạng đấy, mạng của môn 9 bi. Tôi bị xử thua mất một mạng 9 bi, tôi sang nhà anh Thu tôi đánh thì tôi vô địch. Đó thì đấy cũng là một cái ấn tượng, một cái kỷ niệm không quên được, bởi vì nó cũng không biết gọi thế nào là đỏ hay đen nữa. Thực sự để mà nói, một cái người mà rơi vào cái trạng thái như thế, nếu mà gặp người khác có khi còn vừa đánh vừa run rồi. Và thực tế để mà vào vòng trong được đã là một kỳ tích, mà anh Kim Pháp lại có thể vô địch luôn đúng cả cái giải đấu mà mình đã bị xử thua mất một trận, thì em phải nói đấy là một kỷ niệm có lẽ sẽ phải nhớ đến rất là lâu, một kỷ niệm rất là hay, rất là tuyệt vời. Với những cái thế hệ vận động viên bây giờ thì anh đánh giá như thế nào về mặt bằng chung của các bạn trẻ đang chơi, các bạn đang tập có đúng không? Đây là một câu hỏi hay này. Khoảng vài năm đổ lại đây thì phong trào rất là tốt. Các bạn trẻ bắt đầu có cái nhận thức rằng là cái việc chơi bất kể hay làm bất kể cái gì thì việc đi học nó sẽ tốt hơn là tự mình mày mò, và nó là đúng. Và bên cạnh đấy thì vì có nhiều người muốn đi học nên cũng có rất nhiều người muốn dạy. Còn dạy như thế nào thì cũng khó, bởi vì thực ra là đây là một môn thể thao. Hiện tại thì cơ bản cũng không có giáo trình cụ thể nào cả. Tuy nhiên thì cái việc đi học ấy, nó học tốt, học đúng thì sẽ rất là bổ ích. Còn trong thể thao mà học sai thì lại rất nguy hiểm. Bởi vì như chắc là bạn cũng chơi bia, bạn hiểu rằng là để mà bạn tập đến một cái giai đoạn mà mình biết mình sai ấy, thì nó không nhanh đâu. Có khi bạn mất 1 năm, 2 năm đến 3 năm mà biết mình sai. Có khi cả đời chưa biết sai đâu. Ừ, không, ví dụ cả đời không biết sai đâu thì thôi càng tốt. Nhưng sợ nhất là 2 năm sau bạn mới biết mình sai, và bạn biết rằng là gì, thể thao nó là liên quan đến nhóm cơ. Bạn có cái thời gian luyện tập để bạn làm cho những cơ của bạn nó có trí nhớ, nó có thói quen. Và đến khi mà bạn đã quen rồi nhưng quen sai ấy, bạn đi dỡ đi, bạn đập đi, bạn xây lại sẽ tốn công hơn rất nhiều. Cho nên là cái việc mà bây giờ có các bạn trẻ có cái kiến thức, có cái hiểu biết, có cái khái niệm là đi học là tốt. Tuy nhiên thì cũng phải học một cách thông minh, không được học lung tung. Học lung tung rất nguy hiểm. Tức là theo suy nghĩ của em thì là anh Kim Pháp đang muốn hướng là các bạn bây giờ là học một cách có sự lựa chọn. Tức là mình đúng đã rồi. Muốn học ai thì mình phải học cho nó chuẩn, cho chính xác, đúng không? Tức là gì? Tức là các bạn đã tìm hiểu thì hãy tìm hiểu thật kỹ. Hãy tìm hiểu đến nơi đến chốn là học cái gì, học như thế nào, ở đâu. Và cái liệu là bây giờ các bạn đang có một cái truyền thông rất là mạnh. Tức là bây giờ không như ngày xưa thế hệ của anh Kiên với các thế hệ các anh từ anh lớn trước là thường là chúng ta phải tự mày mò, tự nhìn nhau mà học, có thể học mót ấy. Nhưng bây giờ các bạn có thể lên YouTube này, lên TikTok các bạn tự học được. Nhưng mà đó theo em nghĩ cũng là một con dao hai lưỡi, bởi nó quá nhiều luồng thông tin đến một lúc ấy. Chính xác. Có thể không biết đúng sai ở đâu cả. Chính xác. Nhiều người lại tự cho rằng cái việc mình như thế là đủ rồi. Thì theo anh thì cái đấy nó có đang có một cái mặt tiêu cực dành cho các bạn. Tôi thấy nó đang tiêu cực, bởi vì là thực ra là chúng ta là đang nền thể thao đang của bia đang đi lên, nhưng mà nó vẫn chưa rõ ràng. Thì chính ở trong cái giai đoạn đầu này thì thông thường nó phải cần có thời gian để nó chắt lọc, và chúng ta đang ở giai đoạn đầu chưa phải ở đỉnh. Và chính vì vậy cho nên là, và về cơ bản thì những người đi học là ai, là những người thông thường là những người mới chơi, họ mới tiếp cận vào bộ môn này. Cho nên là cái mà mới thì chắc chắn nhận thức chưa thể nào chuẩn được, phải cần có thời gian. Cho nên là thực tế thì tôi ở cương vị là một người đam mê, một vận động viên, tôi nhìn thấy được cái bia nó phát triển như này, tôi cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, bởi vì đó là một điều mà 10-20 năm trước tôi thèm khát, không được, tôi khát khao để mong được có một cái môi trường tốt như thế này, môi trường quá cởi mở, quá quá tuyệt vời để cho các bạn trẻ để khai sáng cái niềm đam mê để phát triển nó, đúng không ạ? Tuy nhiên thì tôi cũng muốn nhắn nhủ rằng là cần phải có một sự lựa chọn thông minh, tỉnh táo, đúng không ạ? Cái điều đó chắc chắn cũng đến từ những cái người đi đầu như anh Kiên Pháp, hoặc là những tất cả các vận động viên khác, họ phải có cái sự hướng cho các vận động viên hoặc là những cái bạn trẻ bây giờ một cái con đường nó chính xác hơn. Bây giờ thì chúng ta đang thấy trên mạng xã hội là nó tràn lan những cái trận đánh money game khắp nơi, kể cả những bạn chưa biết chơi cũng có thể tham gia money game ngay. Thì anh thấy cái này nó tốt hay xấu? Như vậy là xấu. Money game bản chất không xấu. Money game sẽ nó giống như là tự bạn tạo ra một sân chơi cho chính bạn, không hề xấu gì nhé. Tuy nhiên tôi đặt cương vị là nếu như với những người và họ coi money game là công cụ để kiếm tiền, cách kiếm tiền của họ là money game, thì chúng ta sẽ không tranh luận. Bởi vì
con đường của họ. Đấy, con đường của họ chọn. Tuy nhiên nếu như mà họ xác định dùng money game để muốn tiến bộ thì lại không đúng. Họ lạm dụng là không đúng. Đúng. Ví dụ như tôi cũng chơi money game, tôi thích money game. Tuy nhiên là khi tôi chơi money game thì tôi luyện tập. Có thể đâu đó là một tháng hay là một tuần, hai tuần, khi nào thực sự mình luyện tập, quá trình luyện tập của mình cần test lại một cái kỹ năng nào đó mà không phải giải đấu ngày nào cũng có, thì mình hoàn toàn thể tạo ra sân chơi riêng. Đó là mình sẽ đánh money game với nhau một cái lượng nó rất là vừa hợp lý để đủ sự nghiêm túc, đủ áp lực. Đúng rồi. Còn nếu như ngày nào cũng money game thì không tốt tí nào cả. Trở thành lạm dụng. Đúng rồi. Vậy thì trong những cái nội dung mà anh Kiên Pháp chơi được thì có một cái chia sẻ cho các khán giả, một cái điều có lẽ ít người biết thôi, là anh Kiên Pháp chơi được rất nhiều bộ môn, từ pool này sang đến caro, mà đặc biệt là bộ môn snooker. Thì anh chia sẻ một chút cái thời điểm mà anh hay chơi snooker nhất là những năm nào. Tôi bắt đầu chơi snooker thì từ trước thì trên đội Hà Nội nó cũng có một cái bàn snook. Thì thỉnh thoảng cũng sang Monmen, sang xin các anh nghịch một chút, bởi vì thấy cái nó thú vị, bàn nó rất là rộng và bi nó rất là nhỏ. Thì sau đó thì đến năm 2009 là lúc đấy là tôi được phân công sang đánh snooker, với lý do là để do có thời điểm đấy là đội snook đang bị hơi bị xuống về thành tích. Đúng rồi. Thì bên pool thì lại nhiều vận động viên. Thì cử tôi sang năm 2009, và nhiệm vụ của tôi là 2009 2010 là 2 năm. Thì bắt đầu tôi chơi nghiêm túc để đạt thành tích cho đội. Thì quả thật chơi cái bộ môn đấy rất là thú vị, nhưng mà nó hơi khó, bởi vì là cái thể trạng của mình, nó của người châu Á, nhất là của tôi, nó không được cao lớn lắm, bàn nó rất là rộng nên là đánh nó cũng hơi bị thiệt thòi. Nội dung snooker anh đã bao giờ vô địch quốc gia chưa? Tôi vô địch năm 2010. 2010 đúng không anh? Tức là như vậy là khi mà anh Kiên Pháp chuyển qua tập để thi đấu một cách chính thống, nội dung này thi đấu nó chỉ rơi khoảng 1-2 năm tại Hà Nội. Sau đó là anh đã vô địch ngay. Đúng rồi. Và như vậy đó là một cái câu chuyện để mà một cái bài học cho rất nhiều các bạn trẻ để học theo, đó là gì? Với một người thể trạng như anh Kiên Pháp, không phải là quá cao lớn, vẫn hoàn toàn có thể chơi được tốt nội dung snooker, miễn là mình có một cái chế độ tập luyện bài bản. Vậy thì khi mà anh tham gia chơi cái nội dung này thì nó có bị cái tác hại nào khi mà anh quay trở lại chơi nội dung pool không? Tôi bị một cái lỗi, đấy là do bởi vì là mình bị hơi thấp, bàn thì hơi cao, mà mình lại chuyển từ chơi pool sang. Lúc trước cái bàn pool cái thời điểm nó rất là thấp. Đúng rồi. Nó đâu đó thường ở các câu lạc bộ kê có 78cm thôi. Trong khi bàn snooker nó rơi vào tầm 83-84. Tức là nó chênh đến như thế này, 5-6cm. Và cái việc đó làm thay đổi cái bộ, nó thay đổi quá nhiều. Và khi tôi sang tôi chơi, vấn đề là thời điểm đó chơi không có huấn luyện viên. Tất cả mọi thứ mình tự mày mò, mình tự tập hết. Mình tự chỉnh cái động tác. Và cuối cùng tôi bị, sau khi tôi chơi snooker 2 năm thì tôi về pool tôi bị sai động tác. Tức là tay của tôi nó bị, bảo vai tôi nó bị lỗi. Dạng như kiểu tay trèo. Đúng rồi, nó trèo, nó bị vênh, nó không đến vuông nữa, thì nó không thành một góc 90 độ so với mặt đất nữa. Đến bây giờ thì đã khắc phục được chưa hay? Tôi không khắc phục được nữa. Gần như là mình đã bị không khắc phục được. Nếu như đúng rồi, nó gần như trí nhớ cơ quá lâu rồi. Đã có lúc nào anh Kiên Pháp nghĩ là mình sẽ muốn để điều chỉnh lại để quay về trạng thái ban đầu chứ? Tôi cũng có nhiều lúc muốn lắm ấy, nhưng mà nếu mà bây giờ mà tức là tôi phải muốn thay đổi được, tôi nghĩ là phải có một người cầm tay của tôi giữ cho tôi trong vòng 1 năm. Và tôi không được đánh cái gì cả. Chỉ có tập động tác không được đánh thôi, tức là chỉ nhấp nhấp không thôi thì chắc sửa được. Chúng ta thấy một cái điều rất đặc biệt ở Kiên Pháp, đó là đằng sau cái sự chính xác và tinh tế ấy thì nó lại có một cái tay sau bị trèo. Và đó là cái điều em tìm hiểu, không phải chỉ riêng Việt Nam, trên thế giới rất nhiều những cơ thủ có những cái bộ đánh không giống ai. Ngày xưa thì snooker có huyền thoại Alex Higgin cũng có cái bộ đánh rất giật cục. Còn bên hiện tại bây giờ pool chúng ta thấy một nhân vật rất là nổi bật năm vừa rồi, đó là Boris Sophie, cũng có cái tay trèo, và rất nhiều những nhân vật khác. Đúng rồi. Thì vậy theo cái góc nhìn của anh Kiên Pháp thì cái bộ đánh nó thực sự nó có quá quan trọng không, hay là tại vì bây giờ đi đâu cũng nhìn thấy là lúc nào cũng dẫn nhau là đầu tiên phải bộ đã, phải chân trái chân phải lúc nào theo một cái quy chuẩn, thì thực tế nó có quá quan trọng như thế không? Tôi nghĩ là nó không quan trọng đến thế đâu. Mục đích của chúng ta khi chơi bất kể một bộ môn nào về bia, tôi ví dụ bao gồm có bia lỗ là pool, snooker, Chinese pool, thậm chí sang carom, ba băng chẳng hạn, thì cơ bản là vẫn là gì, là chúng ta phải đánh chính xác con cái đến điểm chúng ta muốn, đúng không ạ? Vậy thì khi chúng ta đánh được chính xác con cái đến điểm ta muốn, đấy là cái quan trọng nhất. Còn không quan trọng bằng bạn đánh bằng cách nào, tay bạn trèo hay nghéo, bởi vì thực ra kể cả những vận động viên cực giỏi, họ vẫn luôn có những cái tật ở đâu đó. Đúng, đúng. Có thể tật đặt áp phê, bị lệch phê, ngắm lệch má này. Tuy nhiên họ có kinh nghiệm,
do quá trình họ tập luyện tập đủ nhiều, họ hiểu bản thân họ. Cái quan trọng nhất là mình phải hiểu bản thân mình. Còn dĩ nhiên khi với một người mới biết chơi thì nhiệm vụ lấy là gì, tìm ra một cái bộ làm sao để cho nó vững nhất. Nó chỉ là cơ bản thôi, chứ nó không có tính chất nâng cao. Bây giờ cái thể thức đánh mới của Maxroom đó là 30 giây đếm ngược. Vậy thì anh Kim Pháp là một người có khả năng A băng cực kỳ hay. Nhưng tuy nhiên nếu trong khoảng thời gian chỉ có 30 giây ấy và những tình huống khó mà chúng ta mang những công thức nút số ra, chưa chắc nó đã là một cái việc nó hợp lý, đôi lúc mà còn không nhớ nổi. Vậy thì trong cái khả năng A băng của anh thì anh sử dụng những kỹ năng nào, cảm giác hay là thói quen hay là như thế nào để mình có thể thực hiện tốt cái kỹ năng ấy? A băng thì đầu tiên nó vẫn phải là nút số. Đấy gọi là nền tảng. Đấy là cơ bản. Đấy là cái để mình dựa vào. Nhưng nút số không thì không đủ. Bạn phải có kiến thức, bạn phải có kinh nghiệm. Thì cái đó lại là cái phần quan trọng quyết định cuối cùng. Cái nút số thì bản chất là nút số trên bàn pool thì tôi nhẩm cũng chỉ vài giây thôi. Nó không ảnh hưởng đến cái 30 giây đấy. Nhưng cái quan trọng 30 giây, cái thời gian nó nhanh ý, là đấy là cái thời gian mình cần suy nghĩ và thời gian để mình giải quyết vấn đề kinh nghiệm của mình. Bởi vì cái vấn đề kinh nghiệm là mình phải tích lũy, mình phải nhớ. Nếu như mình không thể nhảy số trong đầu 1 bằng 2, bởi kinh nghiệm, dụ mình phải nhớ đến một cái tình huống mình đã gặp phải cách đây trận trước hay là tháng trước chẳng hạn, thì để mình áp dụng vào đó thì cái việc 30 giây đó nó cũng làm cho cái cú đánh của mình ở những cú đánh khó bị hạn chế. Mà với không phải riêng với vận động viên mình, với tất cả các vận động viên thì khi mà bị đánh bấm giờ thì cũng đôi khi vào những tình huống khó sẽ làm cho chất lượng của trận đấu sẽ kém đi. Đúng. Bởi vì sẽ không có những tình huống bi, nó gọi là tư duy nhiều. Nó phải rất là nhanh. Mà khi nhanh bạn không nghĩ kịp, không nghĩ kịp thì bạn phải đánh vèo phát. Đó. Như vậy nó cũng là có hai mặt. Hai mặt. Mặt lợi, mặt hại. Đúng rồi. Mặt hay, mặt dở. Đúng rồi. Chính cái việc 30 giây ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy thì trong cái quá trình đi thi đấu quốc tế của anh Kiên thì có cái thành công nào anh cho là lớn nhất của mình và cái thất bại nào anh cho là đến bây giờ là rất là tiếc nuối nhất? Với tôi thì bây giờ tôi chưa thấy có một cái gì thành công cụ thể. Khi tôi theo VR thì tôi xác định là vận động viên chuyên nghiệp. Tôi muốn mình phải là giỏi nhất. Đó là đương nhiên ạ. Đã là vận động viên thì phải giỏi. Còn nếu không giỏi tốt nhất không nên làm vận động viên. Cho nên cái việc mà tôi thi đấu thắng nó chẳng có gì là kinh khủng cả. Tôi luyện tập suốt như thế tôi phải thắng chứ làm sao tôi thua được. Tôi dành cả cuộc đời, thành cả thanh xuân. Tôi bỏ hy sinh một số thứ để tôi dành cho đam mê. Và tôi kiên trì luyện tập thì cái việc tôi thắng nó là đương nhiên. Không có gì phải tung hô cả. Tôi chỉ nhớ những lần mình thua thôi. Những lần mình thua đấy là những cái điều bài học, rút ra những bài học để cho mình thay đổi, để cho mình tốt lên, để mình luyện tập hơn. Chứ còn việc ví dụ và với thực sự với những cái thành tích mà tôi đã có thì với tôi bây giờ nó cũng chưa thấy đâu, coi như không tính. Một cái câu trả lời khá khiêm nhường của anh Kiên Pháp mà chúng ta hiểu đấy, trong đó nội hàm rất nhiều cái ý đồ của anh Kiên Pháp muốn gửi gắm cho các bạn, đó là khi đã tham gia không chỉ một môn bia mà tất cả các môn thể thao khác thì phải đặt mục tiêu cho mình cao hơn nữa. Và đừng bao giờ nghĩ đến những cái thắng lợi, vì đó là nghiễm nhiên, là đã là vận động viên là mình phải thắng. Còn thua ở đâu thì phải biết và đứng dậy chỗ đó. Đúng rồi. Vậy thì với cái tuổi bây giờ cũng không phải là quá trẻ ở trong bia nữa, thì mục tiêu của anh Kiên Pháp đặt cho mình trong thời điểm này là gì? Có lẽ thì 40, ngoài 40 thì nó cũng qua mất cái giai đoạn phong độ nhất, đỉnh cao nhất của thể thao rồi. Đỉnh cao nhất của thể thao nó chắc là từ ngoài 30 cho đến gần 40 thôi. Ngoài 40 thì nó qua cái giai đoạn phong độ nhất rồi. Tuy nhiên thì còn thở còn gỡ, tôi vẫn còn chơi, tôi vẫn còn nhiệt huyết, tôi vẫn cố gắng luyện tập hàng ngày để mình làm sao mình có cái phong độ cao nhất, để mình vẫn còn có thể còn chơi, phải còn tâm huyết. Còn nếu không tâm huyết thì tốt nhất là không nên chơi. Đối với những cái giải đấu trực thuộc WNT của Maxroom thì anh kỳ vọng như thế nào của mình trong năm nay? Từ xưa đến nay tôi đánh giải thì tôi cũng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng là tôi sẽ phải được giải này hay được giải kia cả. Ở cái quan điểm đấy nó khá là đặc thù nhá, nó có thể là mâu thuẫn nhá. Tức là gì? Tức là thắng thì không nhớ, thế nhưng đánh thì không kỳ vọng. Bởi vì thực tế là như này, cái bộ môn này bộ môn về tâm lý, bạn không thể nào mà vừa đánh con bi bạn cứ nghĩ bạn phải vô địch được. Mà cái cách tốt nhất để mình tập trung tốt nhất, mình tự tin nhất và mình vượt qua được tất cả cảm xúc, các cái mục đích, các cái ham muốn, đó là gì? Là mình không có ham muốn. Đúng rồi. Mình không kỳ vọng, mình bớt kỳ vọng thì bớt thất vọng. Đồng nghĩa với việc là gì? Mình sẽ tập trung rất tốt. Ví dụ như mình đánh, khi mình được đánh, việc của mình là làm sao đánh tốt nhất có thể. Còn mình thắng hay mình thua về tính sau. Đó cũng là một trong những cái quan điểm hoặc là cũng là một cái phương pháp chiến thuật riêng, theo nghĩa là như vậy, của anh Kiên Pháp, khác với mọi vận động viên, để cởi bỏ cái nút thắt tâm lý của mình đi. Cũng là một cái nét rất là hay.
bây giờ cái bia Việt Nam tương đối là phát triển, các bạn trẻ bây giờ không những chỉ chơi bia được mà còn có thể có thu nhập riêng từ đó, không chỉ bằng cái việc mình đi đánh giải. Vậy thì anh đánh giá như thế nào về cái khả năng, tiềm năng về kinh tế của cái bộ môn bia bây giờ tại thị trường Việt Nam? Chúng ta đang ở giai đoạn phát triển, rất phát triển, nhưng mà phát triển đấy phát triển về thị trường nói chung, nhưng về nhận thức nói riêng thì chưa phải là phát triển. Tuy nhiên thì thị trường phát triển đồng nghĩa việc là có nhiều cơ hội cho tất cả mọi người. Có quá nhiều việc bây giờ trong bia có thể làm được, ví dụ như ngoài là một vận động viên thì có thể làm giáo viên, có thể bán phụ kiện, có thể làm câu lạc bộ, rồi quản lý, rồi vận hành vân vân. Thì tôi nghĩ rằng là đây chính là cái cơ hội rất là tốt để cho những bạn nào mà theo bia chuyên nghiệp, bởi vì bạn ấy sẽ có một cái sẽ kiếm được một công việc bằng đúng niềm đam mê của mình, nuôi sống được bản thân, có đủ kinh tế để có thể phát triển, để có thể thi đấu. À, tức là như vậy anh Kiên Pháp là có quan điểm là bây giờ thực tế chắc chắn là cái việc theo con đường VR là có thể nuôi được bản thân, có thể nuôi được gia đình. Lời khuyên dành cho các bậc phụ huynh về cái việc này để cho con cái họ có thể theo con đường VR thì anh sẽ có lời khuyên như thế nào? Cái điều này phải cân nhắc này. Tôi rất là ủng hộ đột phá, tuy nhiên thì để xác định theo thể thao chuyên nghiệp thì phải cân nhắc, bởi vì sẽ rất gian nan, đầu tư nhiều và thành quả chưa chắc đã nhiều, và đặc biệt là hy vọng nhiều thì thất vọng còn nhiều hơn. Nếu đã đầu tư thì đầu tư đến nơi đến chốn, tuy nhiên thì xác định rằng là đó là một đam mê thực sự, phải trả bằng mồ hôi và nước mắt. Đúng rồi. Và đã làm là phải làm đến cùng thì mới có thành công, và làm cho tới, đúng không? Đúng rồi. Tức là đã đầu tư cho con cái hoặc là như thế nào thì phải nhất quán từ đầu. Đúng rồi. Và chứ không con đường bia mà đi nửa vời thì chắc chắn sẽ thành công. Bia không thể đầu tư trong vòng 1-2 năm để có thành quả được. Đã xác định là phải đầu tư dài hơi. Theo như chúng tôi có tìm hiểu thì anh Kiên Pháp là có dừng chơi bia và chuyển qua kinh doanh. Thì anh chia sẻ một chút là cái quãng thời gian này là nó có mang cho mình cái hiệu quả tích cực không? Cũng không phải là hoàn toàn là tôi nghỉ vì để kinh doanh. Nói chính xác là năm đó là sau khi tôi đạt cái phong độ đang khá là tốt, đang khá là thuận lợi, là năm 2019 thì bị dính đại dịch Covid. Đúng rồi. Tiếp theo nữa là gì? Cái thời điểm đó tôi bị thêm một, có thể là thời điểm chuyển giao ở lứa tuổi. Tôi bắt đầu bị hiện tượng đau cổ vai gáy khá nhiều, khá nặng. Nếu mà tập nhiều, tôi tập mà đến tầm một ngày khoảng 5 tiếng mà liên tục trong khoảng 2 đến 3 ngày là tôi sẽ bị nghẹo cổ. Và tôi đã đi khám Tây y thì bác sĩ bảo là cách tốt nhất là bạn bị thoái hóa đốt sống cổ. Thì cách tốt nhất của bạn không phải là chữa, mà cách tốt nhất của bạn là đừng chơi nhiều nữa. Và vì với cái việc đấy, bên cạnh là vừa dính đại dịch Covid, mình đang ở cái giai đoạn phong độ. Nếu mà đúng theo lộ trình thì cái thời điểm năm 2020 tôi sẽ đi rất nhiều. Nhưng dính Covid đã làm cho mình bị tụt mốt rồi. Tiếp theo mình lại có một chút về thể lực không tốt nữa. Nó làm cho mình, và tiếp theo nữa là tôi nhận thấy rằng là thời điểm này là thời điểm thích hợp để mình tập trung cho kinh doanh hơn một chút. Tôi cũng tiếc bởi vì 2 năm đó tôi phải cũng gần như là dừng lại để tập trung vào công việc kinh doanh của mình. Tuy nhiên thì nó tạo cho mình cái nền tảng tốt để bây giờ mình có thể chơi một cách thoải mái. Bởi vì thực ra bạn biết rằng là làm một chuyên nghiệp muốn đi thi đấu nước ngoài thì phải có tiền. Đúng rồi. Một chuyến đi không phải ít tiền và không phải lúc nào có người tài trợ. Đương nhiên có người tài trợ thì rất tốt, nhưng khi không có tài trợ mình vẫn phải chơi được. Mình hoàn toàn phải chủ động cuộc chơi của mình, chứ không phải bây giờ chờ có người tài trợ mình mới được đi. Đúng rồi. Thì giống như tôi bây giờ tôi cảm thấy rằng tôi có thể đi bất cứ đâu thoải mái, và cái đó là cái sự hy sinh xứng đáng. Như vậy là quãng thời gian kinh doanh trong 2 năm đó và cũng như bây giờ nó góp rất nhiều cái tác động tích cực dành cho Kiên Pháp, và dành muốn đi đâu cũng được, chơi đâu cũng thế, mà không bao giờ mình làm chủ kinh tế của chính mình. Đúng rồi. Và đó là rất là cái điều mà rất nhiều bạn trẻ giờ đang ao ước muốn được. Vậy thì anh chia sẻ một chút là cái chi phí có thể nói là tối thiểu để tham gia một giải đấu nước ngoài khoảng bao nhiêu, để ví dụ các bạn nào đang muốn đi thì có thể áng chừng được. Cũng tùy thuộc, ví dụ như giải ở châu Á thì đâu đó khoảng đi tiết kiệm có lộ trình cụ thể sớm, tổng chi phí sinh hoạt thì nó khoảng tầm chắc 30-40 triệu là đi được châu Á, bao gồm tất cả các chi phí. Đúng rồi, bao gồm tất cả lệ phí thi đấu, đi lại, đúng rồi, sinh hoạt ăn uống, nó rơi khoảng tầm từ 3-40 triệu. Còn nếu như đi châu Âu thì nó phải nhiều hơn, và đi châu Mỹ thì nó cũng nhiều, ví dụ vậy. Vậy thì cái thời điểm khi anh bắt đầu từ Pháp trở về Việt Nam và trước khi lên tuyển ấy, thì khi đó thì gia đình cũng chưa hậu thuẫn cái việc anh chơi bia. Vậy anh làm như thế nào để anh có thể trang trải cuộc sống của mình để nuôi cái niềm đam mê đó? Lúc đó thì không có nhiều giải đấu, chính xác là không có giải đấu.
ngoài một năm có hai giải quốc gia là giải vòng 1 và giải vòng 2 ra. Và giải đó thì nó rất là không có tiền thưởng. Chỉ là nếu như bạn vô địch thì bạn sẽ có lương và sẽ được một năm đi thi đấu quốc tế đâu đó một hoặc hai lần. Về cơ bản là sẽ không nuôi được vận động viên. Và bên cạnh đó là lúc đó tôi lại mới về, ở cái trình độ của mình vẫn còn thua kém mọi người rất nhiều. Tôi tự phải chơi money game để thứ nhất là có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống là một. Thứ hai là chơi money game với ở ngoài để về để tiếp tục để chơi money game với các anh trên đội, với lứa trên để mình học hỏi. Bởi vì thực ra bia nếu như bạn chỉ chơi vui thì bạn sẽ chẳng học được cái gì cả. Bạn phải có áp lực, bạn phải nghiêm túc. Thì lúc đó chính cái đối thủ của mình họ sẽ đánh hết tay. Còn nếu như mình chơi vui với họ thì họ cũng chỉ chơi vui thôi. Và bạn sẽ không học được cái gì cả. Và thời điểm đó thì tôi bắt buộc cái mà tôi phải làm lúc đó để tồn tại được, để duy trì và phát triển đam mê của mình, đó là tôi phải đi chơi money game. Tôi cứ chơi ở ngoài, tôi sẽ tích lũy được một khoản và về tôi lại đó coi như là một phần chi phí cho cuộc sống, một phần làm học phí cho mình. Đến thời điểm nào thì anh Kiếm Pháp bắt đầu sẽ có một cái khoản dự trữ để mình bắt đầu tham gia thêm vào một phần vào kinh doanh thay vì mình phải đi money game vậy? Cho mãi đến về sau, cho đến tầm năm 2012, 2013 bắt đầu mới có nhiều các giải đấu của các câu lạc bộ. Thì tôi cũng trộm vía là cũng đánh giải cũng hay được thành tích, hay được giải. Nên là tôi cũng tích lũy được một khoản. Và sau đó, mãi sau đó thì tôi mới suy nghĩ rằng là cũng cần đến lúc mình cũng phải đi nước ngoài. Bởi vì thực ra mình không tự tạo cơ hội cho mình thì chả biết chờ đến bao giờ cả. Và tôi cũng tích lũy từ những cái giải trong nước, tôi kiếm được tiền. Tôi để ra một khoản để tôi đi thi đấu nước ngoài. Đã có một khoảng thời gian là trong sự nghiệp thì anh Kiên Pháp là thực sự là muốn bỏ chơi bia chứ? Tôi nghĩ là nhiều chứ. Bởi vì như bạn biết thì cái quá trình từ lúc chơi, từ lúc tham gia cái bộ môn này thì phải nói thật là thể thao như bạn biết là rất là khắc nghiệt. Mình thua nhiều hơn là mình được. Đúng rồi. Khán giả thì chỉ biết lúc mình được thôi nhưng không nghĩ lúc mình thua. Những lúc mình thua, có những lúc mình thua cay đắng về, mất ngủ cả đêm, có khi còn thậm chí là khóc này chuyện bình thường và cảm thấy thất vọng. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là mình không đạt được cái kỳ vọng của mình mong đợi. Thứ hai là thể thao lúc thời rất nhiều thời điểm từ trước đến nay nói thật là không mang lại kinh tế tốt. Khi bạn làm một cái việc mà kinh tế đã không có rồi, lại thành tích cũng không đạt, thất vọng với bản thân thì rất nhiều lúc muốn buông bỏ. Tuy nhiên thì mỗi một lúc sau một khoảng thời gian suy nghĩ thì tôi lại tự trấn an bản thân và tự nhủ bản thân rằng là nếu nó dễ thế thì không nên chuyện. Nên là chúng ta vẫn phải luôn cố gắng từng ngày để theo đuổi. Cái bộ môn bia này cũng có thể là cái bộ môn không tuổi, người 70 có thể là gần 80 vẫn chơi được. Thì anh Kiên Pháp nghĩ là mình có thể chơi được đến năm 30 tuổi? Tôi kỳ vọng chơi được đến năm, kỳ vọng chơi tốt đến năm 50 tuổi. Tôi kỳ vọng. Thì lúc đó anh sẽ dành toàn bộ thời gian của mình để làm được gì? Thực ra đến bây giờ thì tôi cũng không biết là sẽ làm cái gì. Tuy nhiên thì cách tốt nhất là bây giờ tôi vẫn phải cố gắng duy trì tập luyện để tôi chơi được tuổi thọ của nghề nó còn dài nhất có thể. Anh có thể chia sẻ về cái khoảnh khắc mà mình đạt cái huy chương của SEA Games không? Tại vì rất nhiều vận động viên Việt Nam thì thi đấu rất nhiều năm rồi nhưng mà cái SEA Games vẫn là một cái danh hiệu rất là cao quý và luôn luôn muốn đạt được trong cuộc đời sự nghiệp. Ừ, đúng, đấy cũng là một cái danh hiệu mà tôi kỳ vọng. Về cơ bản thì SEA Games không phải là về chuyên môn, thì SEA Games không phải một giải đấu có chuyên môn quá cao. Tuy nhiên thì bản chất nó vẫn tiếp cận với cả Việt Nam mình, nó rất là gần và nó vẫn là một cái gì đó để chúng ta luôn luôn khát khao, chúng ta luôn luôn hy vọng. Cái lần gần nhất là tôi tham dự hai nội dung của SEA Games thì phải nói thật đấy là tôi có nói rằng là trong vui có buồn. Tuy nhiên thì vui thì gần như không có nhưng buồn thì nhiều hơn, bởi vì thực tế là tôi thi đấu tôi lại buồn nhất là mình về nhì. Bởi vì cái về nhì là cái tiếc nuối nhất. Nếu mình thua ngay từ ngoài thì mình chẳng có gì để tiếc nuối cả. Nhưng mà mình gần chạm được đến cái đỉnh mà mình lại không chạm được thì nó mới là cái tiếc nuối nhất. Thì cái năm đó tôi hai cái huy chương bạc. Thì tôi nghĩ là cũng không biết đến năm nào mới quay lại được cái sự kiện như vậy. Và đến năm nào mình mới vậy? Đúng rồi. Tham gia dự đúng lại rồi. Đấu trường SEA Games đúng rồi. Tuổi bây giờ của mình cũng không phải là còn quá trẻ. Đó là một trong những, em nghĩ là một trong những cái tiếc nuối khá lớn của anh Kiên Phát trong sự nghiệp. Vậy thì là một cái người tham gia thi đấu quốc tế từ khá sớm tại Việt Nam, đã từng vào đến tứ kết thế giới đầu tiên, thì anh đánh giá, anh xem những cái vận động viên bây giờ đang thi đấu ấy và đối chiếu với các vận động viên của Việt Nam thì anh thấy là Việt Nam so với thế giới đang khác nhau ở cái điểm nào là mạnh nhất?
cái điểm nào là điểm yếu nhất của mình? Điểm yếu nhất của các vận động viên Việt Nam hiện tại đó, theo quan điểm của tôi, nó vẫn là gì? Thiếu cái sự chỉn chu. Nhìn những vận động viên top đầu họ đánh thì nó chỉn chu đến từng cảm giác, đến từng cm. Cái đó nó không phải tự nhiên có. Cái đó là khái niệm trong quá trình tập luyện, xuất phát từ đầu, từ có thể là từ họ, từ vận động viên, từ huấn luyện viên đã truyền cho họ cái cảm hứng, cái kiến thức đó. Thì hiện tại như chúng ta, mặc dù là lứa vận động viên hiện tại chúng ta có rất nhiều người hay, tuy nhiên thì vẫn thiếu một chút. Về kỹ năng thì chúng ta không thiếu nhiều, nhưng mà cái quan trọng nhất với tôi cảm thấy đấy là gì? Đấy là cái sự chỉn chu đấy. Cái sự chỉn chu đấy nó tạo ra cái vấn đề về tâm lý. Khi bạn chỉn chu thì bạn sẽ tâm lý bạn sẽ tốt hơn. Nếu được lựa chọn ra một cái cơ thủ quốc tế nào đó mà trong thời gian thi đấu anh đã từng gặp phải, thì anh có thấy có một cái lối chơi nào là khó chịu nhất với mình không? Lối chơi khó chịu á? Pool là một bian này là một môn mà gọi là đối kháng, tuy nhiên là đối kháng tĩnh. Thì bản chất mà nói, cái việc chiến thuật nó không ảnh hưởng quá nhiều. Tức là cái việc mà đối thủ khó chơi như cách mà bạn nói thì tôi thấy là không có câu chuyện đấy. Vấn đề là mình tiếp nhận câu chuyện đấy như thế nào. Mình đánh với mình trước mà. Tự nhiên mình để ý người ta làm gì. Tức là như vậy là đối với quan điểm của anh là các đối thủ đối với anh thì anh đánh giá đều chỉ là một đối thủ thôi. Đúng rồi, chỉ là một đối thủ thôi. Đặc biệt là mình một ai đó là đúng tạo rồi. Cho mình áp lực nào đúng cả. Rồi, đúng thì rồi. Đây là cũng là một cái điều rất đặc biệt của anh Kiên Pháp, vì có những người theo tìm hiểu hoặc là người ta có nói lại ông tôi lại kỹ dơ ông này, tôi lại kỹ dơ ông kia, hoặc tôi rất khó chịu khi gặp ông này, cái lối chơi cái gây ức chế này nọ, nhưng mà đối với anh Kiên Pháp thì không có. Nó cũng là một cái điều rất là đặc biệt. Không phải không có, tôi cũng bị có cảm giác kỵ dơ. Cái kỵ dơ đấy, nhưng kỵ dơ đấy nó xuất phát bản chất là từ tính cảm xúc của mình. Tự mình nghĩ đến ấy. Nếu mình bỏ qua chuyện đấy thì mình đừng nghĩ đến nó thì chẳng có dơ gì hết cả. Đúng rồi. Theo như em có tìm hiểu thì anh Kiên Pháp có hai bé gái ở nhà rất là xinh xắn. Vậy thì có bao giờ là hai cháu ở nhà là theo dõi bố trên TV và có phát biểu gì về những trận thi đấu của bố không? Được cái thì là hai cháu nhà tôi là nếu mà thấy tôi thua thì kêu kém thôi, còn tôi thắng thì cũng không thấy khen hay động viên gì cả. Không thấy khen động viên gì luôn, tức là chỉ có để ý lúc bố thua. Vậy thì trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, thì một câu hỏi cuối cùng dành cho Kiên Pháp tôi, đó là nếu như hai bé gái ở nhà muốn theo đuổi con đường của bố và muốn thực sự chơi bộ môn bia này thì anh có ủng hộ hoàn toàn không? Chắc là tôi chặt chân, bởi vì tôi thấy quá vất vả và tôi không muốn con mình phải vất vả như mình. Vâng, một cơ hội chia sẻ rất thật của anh Kiên Pháp, tức là không cho hai cháu theo con đường này vì nó quá vất vả, không muốn mình gặp phải những cái điều mà mình đã gặp trước đó ở trong quá khứ để cho con gái của mình. Vâng, như vậy là rất cảm ơn anh Kiên Pháp đã có mặt trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay, và xin được chúc anh luôn có sức khỏe để tiếp tục cống hiến trên con đường bia sắp tới của mình, và cũng như có một cái thể lực thật tốt để tham dự tại giải đấu TV Pool Master League sẽ được diễn ra vào cuối tháng 3 sắp tới. Nữa xin cảm ơn anh Kiên.